Vâng, xin chào các bạn quay trở lại kênh của Tuấn TV. Vâng, ngày hôm nay tôi sẽ nói lại các bạn về vấn đề là những cái quà tặng mà khi các bạn đặt hàng mua hàng trước về khi mua hàng pin của sản phẩm của công ty chúng tôi sắp ra mắt vào ngày sắp tới đây. Vâng, các bạn sẽ nhận được một chiếc áo thun sơ mi có cổ khi mua một cái siêu phẩm combo 50 viên pin siêu phẩm pin voi bên tôi đây. Vâng, ở đây khi mua hoặc bạn đặt hàng trước ấy, siêu phẩm pin voi của công ty chúng tôi vào từ thứ năm ngày 27 tháng 8 này năm 2020, bạn sẽ nhận được một chiếc áo thun sơ mi có cổ khi mua combo 50 viên pin voi. Và vâng, chiếc áo thun là một quà tặng kèm của chúng tôi, được sản xuất bằng chất liệu cotton, rất mát về mùa hè và mùa xuân, và có thể hút mồ hôi và độ ẩm rất tốt. Nó còn có rất nhiều tính năng khác, mặc rất mát và đây rất đẹp, rất sang trọng. Và vào mùa đông nó có thể mặc bên trong các cái áo và bên ngoài là các cái áo khoác, bên ngoài rất tiện lợi và lịch sự. Màu xanh này cũng rất là thân thiện với môi trường. Bạn có thể đi sinh nhật hoặc đi cưới hỏi, và khi bạn đặt hàng trước trước hoặc mua hàng qua ship code, bạn có thể nhận được vô vàn các cái quà tặng khác, như bạn sẽ được tặng một voucher giảm giá 5% cho các lần mua hàng sau, và bạn sẽ được tặng thêm 6 tháng bảo hành, tức là nâng số tổng tháng bảo hành lên là 18 tháng bảo hành. Bạn sẽ được nhận được rất nhiều chiết khấu 3% cho tổng đơn hàng của bạn nếu bạn thanh toán trước 100% đơn hàng. Và nếu bạn sẽ là người 100 người mua hàng đầu tiên, bạn sẽ được chiết khấu thêm 5% đơn hàng nữa. Các bạn hãy nhớ ngày mở bán siêu phẩm của chúng tôi vào ngày thứ năm ngày 27 tháng 8 này, và bạn hãy trải nghiệm sản phẩm pin voi chất lượng của cao của công ty chúng tôi, và bạn sẽ cảm nhận được chất lượng vượt xa những gì bạn tưởng tượng về sản phẩm tốt là như thế nào. Và chúng tôi xin được phục vụ bạn như khách hàng VIP của chúng tôi. Vâng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn và ở các video sau của kênh Tuấn TV. Các bạn nhớ sub vào kênh và like và kênh share kênh của Tuấn TV để nhận được nhiều giá trị trong chia sẻ trong lĩnh vực điện tử. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Vâng, xin chào các bạn.